Scale được gọi là âm dai và ở trong đó có 7 nốt. Ví dụ như là khi bạn nghe một cái bài nhạc nào đó nó theo key A đi, thì tức là bài nhạc này nó có những cái nốt thuộc trong cái trật tự của scale A, tức là la trưởng. Tất nhiên là sẽ có những cái bản nhạc người ta mượn nốt khác ở ngoài scale, ví dụ như là jazz hay là R&B, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi từ những cái bước cơ bản nhất để làm quen với nó nhé. Rồi thì scale và key nó là như thế nào? Thì scale nó được gọi là âm dai. Ví dụ như các bạn nghe thấy một cái bài nó đi theo cái key là đô trưởng đi, thì nó sẽ theo những cái scale của đô trưởng, nó sẽ có 7 nốt. Thì 7 nốt đó nó sẽ nằm trong cái trật tự của cái scale đô trưởng đó. Và để làm sao mình biết được là 7 nốt đó là 7 nốt gì, thì mình sẽ có những cái công thức như thế này. Đầu tiên là mình sẽ đi đến scale trưởng đi ha, tất cả các scale trưởng luôn ha. Rồi bạn chỉ cần nhớ công thức đơn giản như thế này: 221 2221. Thì 221 ở đây, 2221 ở đây là gì? Nó sẽ là semitone. Mình lấy ví dụ là scale đô trưởng đi ha. Rồi, bắt buộc đầu tiên phải là hằng đô. Đó, nhích lên 2 semitone. 2 semitone nè, 2 semitone nè, 1 semitone nè. Rồi, 2 semitone, 2 semitone, 2 semitone, rồi 1 semitone. Đó, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Đó, vậy là mình đã có scale trưởng và nó áp dụng cho tất cả những cái scale khác về scale trưởng luôn. Ví dụ như là re trưởng, mi trưởng, fa trưởng, son trưởng, la trưởng, si trưởng, hoặc là la thăng trưởng gì đó luôn cũng y như vậy. Đây, nếu nó là đô thăng đi, đó, cũng y chang vậy luôn. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Và mình đã có một cái scale của scale đô thăng trưởng. Rồi nhích lên, pha đi, y chang vậy luôn. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Rồi tới scale thứ thì nó như thế nào? Scale thứ thì các bạn nhớ giùm mình cái công thức là 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Rồi, mình lấy ví dụ luôn là scale đô thứ luôn ha. 2 nè, 1 nè, 2, 2, 1, 2, 2. Đó, các bạn có thấy cái sự khác biệt của cái scale đó không? Ví dụ như là scale trưởng đi ha, nó sẽ là còn scale thứ nè, đó, thì đó là cái scale thứ. Và mình cũng áp dụng vào tất cả những cái key khác. Ví dụ như là scale re thứ nè, scale mi thứ nè, scale fa thứ nè, son thứ, hoặc là scale re thăng thứ nè. Nó cũng y chang như vậy luôn. Kéo lên. Đó, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. You used to call me on my cell phone, 2-2-1-2-2-2-1. Call me on my cell phone, 2-1-2-2-1-2-2. Thì 7 cái thằng nốt ở trong đây nè, nó là 7 cái bậc khác nhau. Nó là 7 cái bậc. Nó giống như là những cái thằng anh em ở trong một nhà vậy á. Tại vì những cái bài nhạc nó quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đây nốt à, 7 thằng à. Cho nên là mình sẽ nhớ theo những cái bậc như thế này.